vừa đủ ra lòng bàn tay, xoa đều lên cho nó ấm tay. Bắt đầu massage thì chúng ta đặt tay ở đây, ở cái chân của khách, vuốt lên, ôm toàn bộ tay và đùi của khách và chân của khách, vuốt ở dưới lòng bàn chân, vuốt hai tay song song nhau nhé. Mỗi một động tác làm từ 3 đến 5 lần. Tiếp theo đến động tác thứ hai, chúng ta lại vuốt xuống như thế, vuốt lên như thế. Và chúng ta dùng cái phần thịt của cái bàn tay vỗ vào cái bàn chân của khách. Nó tạo tiếng kêu nhưng mà không bị đau nhé. Đến động tác thứ ba thì chúng ta đứng từ trên này, vuốt xuống. Nhớ là hai bàn tay của chúng ta phải ôm chặt vào cái chân của khách, nghiêng chân khách đi, ấn này, 1, 2, 3 này, làm lại này, vuốt xuống đến lòng bàn chân của khách, 1, 2, 3 này. Này. Sau đó chúng ta sẽ bấm huyệt nhé, ở hai bên hông này của sát với chân của khách và cái hông này thì nó có một cái điểm hõm, chúng ta sẽ ấn vào đấy, chia từ chỗ cái chân của khách xuống đến cái đầu gối, chúng ta chia làm 5 điểm. Ở cạnh cái chân này nó sẽ có một cái đường này, ở đây này sẽ có một cái điểm huyệt và chia ra 5 điểm. 1 này, ấn vào và nhả ra từ từ này, 2, 3 này, 4 này, 5 này, xuống đến ở dưới này thì nó sẽ có một cái đường huyệt, chúng ta cũng ấn vào và nhả ra từ từ nhé. Và kết thúc điểm huyệt sẽ là cái hõm ở cái dưới lòng bàn chân và cái chỗ chân của khách ở đây. Chúng ta bấm huyệt cũng bấm làm 3 lần nhé. Con bé đau rồi. Sau khi bấm huyệt thì chúng ta phải xóa huyệt. Cái động tác vuốt từ dưới lên trên như này chính là cái động tác để xóa huyệt. Tiếp đó chúng ta dùng cái ngón tay cái xoay quanh cái mắt cá chân của khách. Khi làm chúng ta phải dồn lực vào ngón tay cái. Vuốt từ cái mắt cá chân dọc cái đường này lên làm 3 lần. Đấy là chúng ta đi ngược trở lại, dùng ngón tay cái bên này vuốt từ dưới lòng bàn chân đi lên trên, đi vào các cái khe của cái ngón chân. Sau khi xong bên này chúng ta quay lại chân bên này, mắt cả chân bên đấy, chúng ta một tay này, tay bên này chúng ta để nghiêng cái chân của khách đi một tí ngón tay trỏ bên này, xoay quanh mắt cá chân bên này, xoay từ 3 đến 5 vòng quanh mắt cá chân. Sau đó chúng ta cũng vuốt lên 3 đường như thế. Quay ngược trở lại thì chúng ta vuốt này, vuốt từ cái mắt cá chân đi lên 5 cái rãnh ở cái khe chân của chúng ta này. Dùng ngón tay trỏ nhá, vuốt từ mắt cá chân vuốt lên. Khi đã vuốt xong này, chúng ta đứng ở dưới, xoay lấy cái phần thịt của tay này, xoay quanh cái chỗ hõm ở cái chỗ chân, bàn chân và cái cẳng chân của khách chỗ này. Dùng ngón tay trỏ bên này và ngón tay trỏ này, một ngón tay đặt ở đây đúng cái điểm huyệt và một ngón tay cho vào cái khe chân, ấn lên nhả. Và khi mà tay trên mình nhả thì tay dưới mình phải ấn vào cái huyệt ở giữa cái ngón chân cái và ngón chân thứ hai. Ấn lên, khi ấn lên tay này ấn huyệt xuống thì tay này lại phải nhả ra. Tay này nhả lên, tay kia ấn xuống. Nhớ là khi ngón cái ở bên tay trái chúng ta ấn xuống thì bên tay phải chúng ta phải nhả ra. Đẩy cái chân lên này, ngón tay phải chúng ta đẩy cái chân của khách lên một độ vuông góc và cái huyệt phải ấn xuống nhá. Ấn xuống, nhả ra. Tay phải chúng ta lại ấn huyệt ở cạnh cái ngón chân này. Tay trên nhớ nhả huyệt ra. Làm 3 đến 5 lần. Tiếp đó chúng ta sẽ vuốt các cái ở các cái ngón chân này, ở dưới này nó sẽ có những cái rãnh đường đi này. Chúng ta sẽ vuốt vào các cái rãnh này. Nó sẽ không bị đau. Chúng ta vuốt xuống từ đây, vuốt lên các cái khe này và vuốt từ đây vuốt xuống. Sau đó chúng ta dùng ngón tay để massage các cái ngón chân của khách. Chúng ta sau khi mà vuốt massage xong chúng ta sẽ giật ngón chân như này, nó sẽ tạo nên cái tiếng nổ đầu kêu. Vuốt ngón chân này, kéo từ dưới lên, giật này, vuốt ngón chân này, kéo từ dưới lên, vuốt. Sau khi nhổ xong chúng ta lại xoa lại. Xoa lại chỗ cái huyệt ở cái chỗ chân khách như này. Đấm này, dùng cái chỗ thịt tay này đấm này. 1, 2, 3. Sau 2. Dùng cái phần thịt ở đây. Dùng phần thịt ở đây đấm này. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đấm vào cái chỗ gót chân này nhá. 1, 2, 3. 1, 2 Sau đấy chúng ta dùng đan cái ngón tay vào nhau như này, ôm vào chân khách, vuốt lên. Đứng ngược lại như thế này, lại đan tay vào, vuốt. Ta cầm một tay chúng ta đỡ ở cái chân khách dưới này và một tay ôm ở chân bàn chân khách, xoay vòng tròn. Xoay ngược lại. Chúng ta cũng xoay từ 3 đến 5 vòng. Sau đó chúng ta ấn thẳng lên, ấn thẳng chân khách lên. Kéo chân khách xuống. Ấn thẳng chân khách lên. Kéo xuống. Chúng ta đứng sang bên cạnh như này nhá, một tay trái để nghiêng tay chân khách đi. 1, 2, 3. Xoay ngược chân khách ra, kéo căng ra. Làm lại. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sau đấy chúng ta sẽ nhấc chân khách lên. Chúng ta sẽ massage ở phần chân sau của khách. Vuốt từ dưới cái khuỷu chân này của khách xuống dưới. Vuốt đúng cái bọng giữa của chân nhá. Vuốt từ trên xuống dưới, vuốt từ dưới lên trên. Sau đấy chúng ta sẽ chia điểm huyệt ra làm 3 điểm, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, chia làm 3 khúc ra. 1, 2, 3 chúng ta sẽ bấm vào. Bấm huyệt thì nhớ là bấm vào sâu và nhả ra từ từ. Trên này cũng thế, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sau đó chúng ta nhớ xoa huyệt nhé, xóa huyệt bằng cách vuốt lại. Sau đấy chúng ta dùng toàn bộ cái bàn tay của chúng ta mát xa cái bắp chân của khách. Một tay đỡ trên cái đầu gối khách như này và một tay xoa, một tay mát xa. Sau đó chúng ta đấm này, đấm. Ta khum tay vào để vỗ nhé. Chúng ta sau khi làm xong chúng ta lại xoa lại chân. Tiếp theo chúng ta sẽ lại đan tay vào nhau như này, vuốt từ trên vuốt xuống. Rồi nhé. Tiếp theo chúng ta nhấc chân khách lên như này, lót một tí cái chặn hoặc cái ga giải giường để khi mà mình ngồi lên thì mình sẽ chạm vào cái ga, không đè lên chân khách nhé. tay, hai tay và đùi của khách. Vuốt từ trên đùi của khách vuốt xuống đến chân, xong rồi lại vuốt lên vuốt xuống như thế từ 3 đến 5 lần. Sau đấy là chúng ta sẽ để một tay giữ trên đầu gối của khách và dùng ngón tay trỏ vuốt 3 đường từ trên đầu gối xuống đến dưới này. Một đường này, hai đường này, ba đường này. Chúng ta cũng vuốt làm 3 đến 5 lần. Khi làm chúng ta phải dồn lực vào đầu ngón tay cái nhé. Chúng ta lại quay lên ôm này. Khi cái động tác này thì chúng ta sẽ dồn lực vào cái phần cánh tay này của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy hai cái cánh tay này để kẹp vào cái đùi của khách để vuốt lên vuốt xuống như này. Sau đấy là chúng ta sẽ bỏ ga giường xuống, nhấc chân khách lên. Sẽ dùng nhấc chân khách lên này, chúng ta sẽ dùng cái cánh tay này của chúng ta để giữ vào cái phần thịt bên này của chân khách nhá. Và tay này chúng ta sẽ cầm vào cái bàn chân của khách để ấn này, 1 2 3 này. Ấn thật chặt cái chân của khách lên như này. 1 2 3 này. Đỡ ra. 1 2 3. Rồi giật thật mạnh ra. 1 2 3, giật thật mạnh ra nhá. Sau đó chúng ta sẽ dùng cánh tay phải đỡ ở dưới cái chân của khách. Cánh tay trái chúng ta sẽ cầm vào cái chỗ cẳng chân này của khách này, xoay này. Khi xoay chúng ta cái cánh tay phải của chúng ta sẽ nhấc cái chân khách ra ngoài, quay theo một vòng tròn. Và sau đó chúng ta lại dùng cánh tay phải đẩy ngược lại để đi theo vòng tròn từ bên này ra. Chúng ta kéo chân một lần nữa. 1, 2, 3. Sau đó chúng ta sẽ đấm. Sẽ đấm. Đấm đều chân của khách nhá. Chúng ta sẽ dùng hai cái bàn tay của mình nhúc như này. Sau đó chúng ta cũng dùng hai bàn tay của chúng ta xoay như này, massage cái đùi của khách như này. Ai mà người ta mỏi người ta sẽ rất là dễ chịu. Sau đó chúng ta dùng cả bàn tay của chúng ta để massage cho đùi khách. Một tay chúng ta massage xuống và một tay chúng ta massage lên. Một tay đuổi xuống, một tay đuổi lên. Chúng ta lại làm lại này. Sau đó chúng ta khum bàn tay vào vỗ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Sau đó chúng ta ấn chân này. Cũng ấn 1 2 3 nhá. Rồi chúng ta lại nhấc chân khách lên này. Chúng ta làm lại cái động tác kéo chân khách nhá. 1 2 3. 1 2 3. Chúng ta làm khoảng 3 lần nhá. 1 2 3. Động tác cuối cùng khi kết thúc động tác massage chân là chúng ta sẽ một tay phải nhấc cái dưới gót chân khách lên, tay trái chúng ta cầm và giữ lòng bàn chân khách, xoay lắc như thế này. Sau đó chúng ta nhấc lên này, 1 2 3. Khi đập như thế này thì chúng ta sẽ gót chân của khách sẽ để trên lòng bàn tay của chúng ta thì chân khách sẽ không bị đau. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Chúng ta kéo căng chân khách ra, tay phải đặt vào đầu chỗ cái bàn chân của khách như này, kéo căng ra. Xong, đấy là trên đây là các cái động tác massage chân mình hướng dẫn các bạn. Các bạn làm chân bên này tương tự với chân bên này là xong nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách massage chân sau. Chúng ta bôi tinh dầu lên chân của khách này. Nhớ là hai tay của chúng ta lúc nào cũng tiếp xúc hoàn toàn toàn diện vào chân của khách, không được để ra khe hở nhá. Để hai tay chéo nhau, vuốt từ dưới lên trên, xoay ra ôm toàn bộ chân của khách đi xuống, vuốt từ dưới lên trên, xoay ra ôm toàn bộ chân của khách. Chúng ta có thể, nếu mà chân bạn nào nó hơi to một tí, chúng ta có thể cầm tay như này thì chúng ta cái độ ôm, độ đầm nó sẽ nhiều hơn nhá. Nó sẽ ôm được toàn bộ chân của khách. Chúng ta cũng vuốt tầm 3 đến 5 lần. Sau đấy là chúng ta khum tay vào như này để vuốt cái đằng sau chân của khách, cái gót chân của khách. Kéo căng cái chân của gót chân của khách ra. Chúng ta cũng làm từ 3 đến 5 lần. Sau đấy chúng ta lại vuốt này. Nếu mà cảm thấy khô rồi thì chúng ta lấy thêm tinh dầu nhé. Chúng ta chắp hai tay vào nhau như này, đan hai tay vào nhau như này, vuốt một mạch lên đến dưới cái, từ chân cho đến mông của khách thì chúng ta ấn mức lực này. 1, 2, 3 này. Chúng ta lại vuốt xuống này. Chúng ta vuốt lên 1, 2, 3 này. 1, 2, 3 này. Chúng ta lại đi xuống này. Sau đó chúng ta dùng hai ngón tay trỏ vuốt dọc từ giữa cái bụng chân của khách đi lên. Sau đó chúng ta sẽ dùng ngón tay để bấm huyệt nhá. Bấm từ dưới chân này đi lên bên trên, bấm ở giữa cái bụng con chân của khách. Không được bấm vào cái chỗ, cái đằng sau của cái đầu gối của chân, chỗ này nó rất là đau, chúng ta không được bấm vào đây. Bấm xong chúng ta sẽ xóa huyệt. Chúng ta lại làm lại cái động tác vuốt gót chân. Sau khi xong chúng ta đứng ngược trở lại, đứng lên trên này, vuốt từ dưới, vuốt từ trên vuốt xuống, vuốt xuống tận dưới gót chân. Vuốt đến gót chân thì chúng ta sẽ dùng cái cùi tay thì miết được dưới lòng bàn chân của khách. Khách đi lại rất là mỏi nên lòng bàn chân mà được massage rất là dễ chịu. Sau khi vuốt xong chúng ta dùng cái cùi trỏ của hai ngón tay trỏ này để ấn huyệt này. Bấm huyệt chúng ta cũng bấm khoảng 3 lần nhé. Sau đó chúng ta sẽ dùng ngón tay trỏ bấm huyệt ở các đầu ngón chân. Sau khi bấm xong chúng ta sẽ dùng cái bàn tay vỗ vào cái lòng bàn chân của khách. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Chúng ta dựng chân khách lên này. Dùng cái cùi ngón tay trỏ ấn một cái huyệt ở đây, ấn sâu xuống. Nhả ra từ từ. Sau đó chúng ta vỗ 1 2 3. 1 2 3 chia làm 3 điểm ở cái bàn chân của khách. 1 2 3 điểm. Chúng ta sẽ vỗ vào đấy. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Sau đó chúng ta ngồi mé lên cái giường của khách nhá. Một tay trái cầm vào cái gót chân, tay phải cầm vào đầu bàn chân, xoay vòng tròn. Xoay từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Xoay sang trái, không xoay sang phải. Sau khi xong thì chúng ta đặt cái bàn tay, đặt cái cánh tay của ta lên trên bàn chân của khách. Chúng ta sẽ ấn phần này chúng ta xuống này để kéo căng cái chân khách lên này. Sau đó lại nhả ra này. Ấn xuống cho căng này. Nhả ra này. Ấn xuống cho căng rồi nhả ra, ấn khoảng 3 lần nhá. Sau đấy tay trái sẽ cầm vào đầu bàn chân của khách lắc. Tay phải đỡ vào cái chỗ chân này của khách này. Dí lên này. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ấn lên xong chúng ta sẽ dí. Một tay trái bật ấn và tay phải thì đưa lên như này. Sau khi kết thúc vừa cái miết cái chân khách thì chúng ta lại ấn 1 2 3. Thả chân khách xuống. Bắt đầu đấm này. ta lại massage vuốt từ trên xuống dưới, hai tay đuổi nhau, tay kia đi xuống thì tay kia đi bắt đầu đi lên. Cũng tương tự như chân trước, chúng ta cũng làm các động tác massage như vậy. Sau đấy chúng ta vỗ này, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Ấn này. Hai tay chúng ta đặt ở chỗ bờ mông của khách, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Kết thúc chúng ta lại miết lại cái lòng bàn chân của khách này. Đấy là tất cả những cái động tác massage chân sau của chúng ta. Bên chân bên này chúng ta làm tương tự bên chân như bên này.